tốt và gia đình mình luôn luôn tốt đẹp. Rồi xin cảm ơn, xin cảm ơn. Cảm ơn chúng ta trình là mạnh khỏe, sức khỏe dồi dào. Cảm ơn chị dạy các em thêm nhiều điểm mới. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn. Xin chúc anh Hòa. Cảm ơn anh Phi. Càng thêm một tuổi càng nhiều thành công. Rồi, cảm ơn anh. Xin chào, xin chào. Xin chào quý vị và bạn, hôm nay cháu sẽ quay một buổi sinh nhật của Chủ tịch Nguyễn Viết Hòa. Đấy. Sinh nhật Nguyễn Viết Hòa. Đấy. Đây. Giờ cháu sẽ cho làm xong được. Bây giờ sẽ thổi bánh sinh nhật. Bánh sinh nhật rồi nhưng mà đang bật lửa lên. Bây giờ tao sẽ tạm dừng để ấy. Bây giờ sẽ tắt điện. Bây giờ cháu sẽ tắt điện ở kia luôn. Tắt điện. Bây giờ sẽ tắt điện. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh và bấm chuông để theo dõi nhiều video hữu ích của chúng cháu nhé. Xin chân thành cảm ơn.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Xin chào các chị và tất cả các học trò, xin chào quý vị và các bạn. Cho tắt cái nhạc cái khẽ. Hôm nay là một ngày rất là vui, rất nhất là cảm ơn tất cả các học trò đã chuẩn bị cái đồ ăn cũng như là chuẩn bị trang trí sinh nhật rất là tuyệt vời. Phải nói là rất là ngon chứ không phải là chỉ tuyệt vời một cách cho vui nữa. Rất là ngạc nhiên trước cái khả năng nấu nướng của anh chị em. Nấu như này là rất là tuyệt vời đấy, nhìn rất là ngon. Và đặc biệt là cô Nhã, siêu đầu bếp, cô Nhã với ở Cường Đô La. Cường Đô La đấy. Cường Đô La. Và nấu món trở về rất là ngon. Và trước hết là cảm ơn anh Phi, chị Loan và tất cả các em có mặt hôm nay. Rồi là sau đấy thì xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã gửi lời chúc mừng sinh nhật của tôi qua Facebook, qua Zalo và qua YouTube. Facebook thì tôi chưa xem được hết, nhưng Zalo thì tôi thấy tin nhắn rất là nhiều, đỏ rực cả máy, chưa xem được hết. Nhưng trong đấy thì có thấy có cả bác mình, Diên Khánh, đó là chị Hải có gửi lời chúc mừng. Hình như là thế, chị Hải lúc sáng mình nhìn qua mình, tại vì nhiều quá chưa xem được hết, tí nữa thì sẽ xem xong rồi sẽ cảm ơn mọi người sau. Và chân thành cảm ơn gần 100.000 người đã đăng ký kênh YouTube Nguyễn Viết Hoàng. Hiện tại là 99.600 bao nhiêu đó, là gần 100.000 người đã đăng ký kênh với Nguyễn Viết Hoàng. Đấy là một cái niềm vui rất là lớn đối với tôi. Cảm ơn tất cả quý khách hàng cũng như tất cả mọi người đã yêu mến ủng hộ có được Hoàng Hòa trong suốt 25 năm qua. Bây giờ chúng tôi sẽ biểu diễn một số tiết mục nhỉ? Sẽ biểu diễn một số tiết mục, mọi người nghe xem âm thanh hình ảnh có rõ không nhỉ? Cầm máy xem YouTube. Có không? Con xem vào trong cái máy tính cho được. Đầu tiên là tiết mục Côn Nhị Khúc. Bây giờ sẽ biểu diễn Côn Nhị Khúc. Biểu diễn đi. Chúng ta cùng xem nhé. Bây giờ chúng ta cùng xem nhé. Máy bên đấy. Đây là món ngon của lớp con và rất nhiều hot boy. Ngon thì hơi ít, nhưng hot boy thì rất nhiều. Bây giờ cho nhạc vào rồi. Bây giờ cho nhạc vào rồi. Anh Hải cứ đánh nhanh lên, không phải chờ đâu em. Không phải chờ, em đánh hết tốc độ khả năng của em. Đấy, không phải chờ đâu. Tụi quay trở lại nhá. Đã đón tặng cho người chỉnh nhà cho chú. Rồi. Bảo đấm tạm dừng ở chỉnh nhạc chú, nhạc lại chứ mày đạo. Chống nhau với cả. Bây giờ sẽ tiếp là Võ Tứ Tấn Công. Tứ Tấn Công phòng đây là sẽ là đòn chống dao. Bây giờ sẽ tiếp là Tứ Tấn Công. Bây giờ sẽ tiếp là biểu diễn quyền. Điều tiên là Tai Cư Cư Sô Đàn. Bát Sai Đai. Ủa, Bát Sai Đai à? Ah!
Hai anh nào đi xong không em? Đúng chưa? Thường mới là... Chá! Thường mới là điện vào đi. Tao đứng sẵn ở đấy, nó đứng ở đấy rồi là... Cảm ơn đây đây. Phải đây ra đang ngủ tiếp đây đây đây. Này tương ớt quý vị nhé. Này cay quá trong phải thổi mồm đi. Lè lưỡi. Làm mấy cái đó. Cay lắm. Ôi trời ơi. Ăn được không? Một miếng nữa. Ôi ơi. Bây giờ cháu phải đặt máy xuống để ăn trên cái này không ăn được. Rồi. Em có cái gì mà ăn được, ăn được ta? Rồi.
thấy hả? Nó quay trắng luôn một to rồi. Trời ơi. Tôi chào xe quay thế thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh và bấm chuông để theo dõi nhiều video hữu ích của từng tàu nhé. Xin chân thành cảm ơn. Đại tàu đầy da chưa quay chút cường nha. Hello. Món gà trời. Hôm nay đang ăn. Cái này ngọt không? Ghê, nó ngọt.